thì cứ 2-3 ngày lên máy một lần nữa thôi, mà hậu đó chỉ có nhận thôi chứ không có phát. À, nhận điện một kêu là ok, nhận điện thôi, hậu cứ phát lên rồi mình nhận thôi, nhận số mình nhận mới rồi đó mình quá mình được rồi xa đưa cho giao thông ở đây. À, họ cũng chẳng biết gì mà mình cũng chẳng biết gì. Là mình chỉ nhận thôi chứ mình cũng không biết gì. Vì họ phát con số không, họ phát con số không. Chuyển đây thì sẽ có người nhận rồi dịch ra, dịch ra rồi mới tới người nhận điện để người dịch. Cho nên mình cũng thật ra mình cũng không biết gì. Chứ không phải phát trực tiếp. Ví dụ như chiến đấu rồi anh gặp Nga chiến đấu cũng trời cũng đâu phát trực tiếp được, phát phát lệnh mà phát trực tiếp cũng có cơ yếu là dịch ra á. Tôi thì chỉ thế hoạt động như thế đó. Sao rồi ở đó thời gian có lần xa này đem cái máy ra, cái máy vô tuyến điện của mình ở trong bên ra, tức là hồi đó là mà ở trong mình là cái máy nó là từ đó sử dụng rồi, ở trong chiến khu sử dụng rồi, họ đã cho mình thực tập rồi đó. Thì cái máy này là RT3 của Liên Xô, và qua Việt Nam là mình có tiếng RT3 không bàn ấy, cái máy tính nó thật mà không vuông, không dài cỡ 5-7 phân thôi. Thì thu phát chuyện làm hết trong cái RT3 đó. Cái như khi mà mình có tiếng mình đem ra ngoài nó không để y nữa đâu, cắt là làm ba cái hộp để như ba hộp phấn đó. Hộp phấn ngoài xưa chứ không phải hộp phấn dung dung lên này, làm ba cái hộp phấn. Đều làm qua cái hộp phấn nó đem ra ngồi nó. Thế là lúc đầu á là đem cái một cái hộp phát là trước, thì cái cô Du Liên nó cũng đưa ra tới chợ cầu, thì tôi từ chợ cầu tôi mới gói cái hộp nó tôi đem về nhà. Mà tôi từ đó tôi đem về nhà mà tôi cũng sợ tháng tôi dũa cái cô cầm với chi ha rồi là mình cũng chết. Rồi đem về cắt cái phần đó được rồi mừng sang cái phần thứ hai nửa tháng sau. Là cô đem cái hộp thứ hai, là cái hộp nó là cái hộp cắm thịt anh, cái hộp để lạc sáng, cái hộp là lạc sáng đó, để nó hộp riêng, làm hai hộp này. Cô lên lần thứ ba cũng đem cái hộp, lần thứ ba thì gần tới đó, cầm vào trong mấy cái, ôi mày nó mày tới rồi, mày xuống, bỏ đạp xe rồi, mấy cái, tới xe, cho con đi xuống đây, tôi thấy gần tới rồi, tôi xuống liền. Tôi quyết tôi nhả ra, cái mấy người nó đẩy tôi xuống, mấy người trên xe đẩy xuống rồi, tại con đi xuống đài thì chẳng xuống đây, cái xuống đây tôi xuống từ đây rồi, tôi không thấy tụi nó dừng đập chai nữa thì cũng yên tâm rồi, là cô này cũng đi luôn. Lẽ ra đi vô trong cái sân, đi lên cái cuối sân về căn cứ, nhưng mà vì là sợ lộ chỗ này cho nên phải xuống đài cát cho bọn á, tôi phải đi xuống ở chỗ phía ngoài cọc rán á. Tức là xuống sớm hơn. Xuống sớm hơn cỡ 5 cây số đường. Xuống sớm hơn cỡ. Mà tới mà cứ rồi gần tới chỗ nó không đỡ. Cái cô nó tiếp tục đi về trong nó cứ bố cố tình hình trước cái ngày hôm sau cái mấy ông ở trên nó xuống đón về. Chị có sợ không? Hầu nữa thì cũng sợ, cũng chưa sợ, thái vọng nó nhìn nhìn núi nhưng mà cũng chưa sợ, đường tìm cách để xuống mà ngó đây hủa gần tới đau rồi trong năm phước rồi đây. Người ta lần tới đó cơ. Lần nào là lần chị sợ nhất? Lần mới ra là sợ nhất. Mới ra cái lúc mà đi với cô nó đi trong lúc công binh á, Mỹ á, nó đi làm đường, đang làm đường á, mình đi bộ thấy mấy ông Mỹ đỏ lửng, nó sợ quá kinh luôn. Thằng do đen Mỹ to bùng bùng đó, không đi cũng cứ sắp vô mình sợ kinh luôn á. Cứ yên trí mình làm tin lắm, mình đi nhanh lên, cứ hơi cô cháu cũng bước rõ bước nhanh lắm, vừa đi vừa nói chuyện rõ bước nhanh rồi, cứ thấy đi lục đường thì cũng bình thường, cái thâu sợ hậu nó sợ nhất, bước ra phía ngồi đó cũng sợ nữa là sợ những bọn hội đồng đó quẳng quẳng đó là mình cũng sợ bé cặp quá chứ. Thì ra ngồi nó cứ đóng xe đi, ra khỏi con đường nó cỡ nửa 500 mét, nó hồi mất ra là sợ. Bữa hồi mà cầm sách mấy cái hòn á về nhà, máy về nhà không sợ. Một lần tôi đi chợ, tôi đi về nhà là gặp cái ông anh mất đó chứ, ông anh con bớt họ, mà ông anh nó là ở nhà mình, anh em là thương nhau lắm,
ổng cũng thương mình mà ổng cũng tậu mà ổng sợ lắm, ổng nhấc con ghê lắm, ổng sợ. Cái ổng đi theo mình mít, đi gần tới nhà rồi ổng theo mình, ổng muốn mít gặp mua rồi ổng kêu chứ chừ em ở đâu, ở đâu mà ổng vừa nói vừa đây mình đây, ổng đây ổng đây mít đi gần như nhà tôi đâu, giống như nhà tôi lỡ qua trở lại tôi đi tuốt đi chỗ khóc đi mít rồi ổng đầy mô tôi đầy nát. Thế ổng cũng đi ngủ mát nghe chứ chừ em ở đâu nói một ngày thử. Ừ, nó miết ra rồi tôi kêu thì em đi ra ngoài này, em ở ngoài này rồi em đi làm ngoài này chứ anh hủa chị nó hùa đó mà em ở ngoài này em nói đó thôi. Nó kêu em đi hoạt động, mình nói tao nghe nó kêu không hoạt động chứ đi ra làm ở ngoài này đi kiếm chuyện làm hay ăn thôi, không đừng có nói không. Nhưng mà ông Thái tôi cũng đừng nói ngày không về tôi lạ ông đừng nói ngày. Sao tôi ở đây rồi tôi đi, tôi không có ở đây, tôi để ở đây rồi tôi đi, tôi khớp, tôi đi luôn. À, ổng, ông nói tôi ở trong quê ông thôi, ông ra ở ngoài Đà Nẵng. Một cái buổi mà chị nhận tin ấy thì thường là mình có hẹn, đến hẹn thì mình nhận tin. Đúng rồi, đến hẹn lên, đúng giờ nó lên. Ví dụ họ hẹn trên máy mình là 10 giờ sau, là mình cứ 10 giờ cạn máy đó, mình vô cả cái quy ước rồi. Hẹn nhau là 10 tiếng hay là 10 giờ gì đấy. Thì là đến cái hẹn đấy là chị cứ lên chị mở máy thôi. Đúng rồi. Thì lúc mà khi này là chị đang ở nhờ của một bà già, một đang ở một cái nhà cơ sở. Nhà cơ sở của dạ, mình luôn ạ. Nhà cơ sở của mình à. Nhưng mà khi mà ở đấy thì ban ngày chị vẫn cứ đi làm bình thường à. Là đi ra chợ đi bán hàng. Đi bán hàng. Bán hàng xong rồi tối về. Thì bao nhiêu tối đấy mới có một cái tối mà mình đúng rồi, cỡ một tuần một lần thôi. Vâng. Thế thì sau khi chị nhận cái tin đấy thì cái thông tin mà chị nhận được ấy thì chị lại đem đi đâu? Thông tin nhận được nó tôi không đem đi đâu mà có người tới lấy. À có người tới lấy. Thế là ít nhất là cái người tới lấy đó biết mặt chị hay là mình lại không để... có vô phòng, không vô nhà mình nhưng mà đi đem đi ra ngoài chợ hoặc là gặp một cái địa điểm mà nó vô ước trước. À mình ra đó mình gặp rồi mình đưa. Kiểu như mình để đấy rồi mình đi hay là hai người trao hai người nói chuyện rồi trao đảo nhà bình thường thôi, không thông đi thường, chợ à, đi ra thông chợ. Thường thì chị với cái người đấy là chỉ có một người thường xuyên hay là lúc thì người này lúc thì người khác đến nhận? Chỉ một người đó thôi nhưng mà lâu lâu mới gặp cho nên là đi ra chợ hẹn nhà. Ví dụ bữa nay thì đi chợ Cồng, bữa sau đi chợ Hòn rồi đó gặp rồi đó. Mà chị nhận cái tiện điện đấy thì chị cũng chẳng biết nó là cái gì. À đúng rồi, không biết là cái gì. À nhận cái điện là không biết. Thời gian mình làm cái đấy lâu không chị? À làm có được từ tháng thứ 70 71 được 2 năm chứ mấy. 2 năm quá là bị lộ ra đó. Cơ sở lộ cái đó ra. Lộ là lộ cơ sở hay là chị bị lộ? Không, lộ cơ sở chứ không phải lộ cơ sở, là do cái chú nó chú bị bác ở trong đó, cái lẫn lộ luôn đó. À. Đó, lộ là rồi đó. Thế liệu có khi nào là chú ấy khai ra không? Không, mình cũng không biết đấy. Tức là trước đây là chú ở đấy, rồi chú đi ra Bắc thì chị ở thay vào, rồi khi chú quay trở về thì bị bắt luôn ở sân bay. Và khi chú bị bắt thì là cơ sở đồng thời bị lộ. Thì lộ là người ta báo hay như nào mà chị biết để chị... À, ở trên biết, ở trên họ biết, họ đưa vô thăm rồi dẫn mình về. Tức là cái em đoán là khi mà cái chú đấy bị bắt ở sân bay một cái thì là ở trên đã biết rồi và đến đón chị đi luôn. Thế là đi luôn là lên trên trên khu luôn à, và ở đấy biết cho đến lúc giải phóng về. Không, lên trên khu là sau đó ra Bắc học á. À rồi sau đấy là ra Bắc học xong chị ở ngoài Bắc luôn đến giải phóng à? Ừ, đến giải phóng mới về, giải phóng xong mới về luôn á. À, thế chị ở ngoài Bắc thì học gì? Học bộ túc văn hóa. Oh. Học bộ túc văn hóa lên. À. Học cái năm lớp đó rồi. Thế học được đến lớp bao nhiêu ạ? Học lớp 10. Học lớp 10 cái xa học cái dự bị đại học Bách Khoa đó. Cái rồi phải thi Bách Khoa Hà Nội không đạo, có về trong Bách Khoa Đà Nẵng thi lại. Là đấy là năm 76, 77 gì đấy. 36 à. Năm 36 học, năm 36 thi năm 36. Nhưng mà cũng ghê đấy chứ nhỉ. bé thế mà lúc đấy là hoạt động ở Đà Nẵng hả chị? Đà Nẵng. À. Trước thời ở chiến khu. Trong chiến khu thì em thấy không sợ. Ở đâu cũng giống nhau thôi nhưng mà không sợ. Nhưng mà sống ở Đà Nẵng là trong lòng địch là hơi bị sợ.
Mà như chuyện chị kể thế thì em thấy là mình nhiều cơ sở ấy chứ nhỉ? Mà toàn những cơ sở tốt. Thế cái cơ sở của mình có bị bắt không? Bà có bị bắt sao không? Bác hết chứ. Toàn bộ bác hết. Nhà cửa là của nhà thì mình thuê thôi, nhưng mà hàng hóa các thứ là bác họ thôn hết, không lấy ấy phải. Thì khi bị sau này là chị lại gặp lại hết à? Ra gặp lại hết, gặp chú Tùng nói nè, gặp bà già về chứ, về đơn vị cũ là gặp hết chứ. Bị bắt xong lại thả ra. Ở thường bà làm sao? Rồi tụi mình á. Bà làm sao là dỡ phóng mà là họ ro thôi. Dỡ phóng là họ ro thôi. Thế còn cái chú mà không bị bắt đấy thì sau thì có chú với bác nó rồi sao chú về chú không còn ở đâu vậy, nó cũng chuyển ngành cho bọn tôi đi, chú chuyển ngành cái chú về chú làm bí thư đồng quỹ ở trên Đà Lạt, ở trên Lâm Đồng. Tức là bị bắt rồi cũng đợi đến trao trả hay giải phóng thì chú về? Giải phóng chú mới về được, giải phóng mới ra được chứ không có trọc trỏ nữa. Bà nó cũng rất bà cũng bị rồi. Cái cô bà chung của tôi cũng bị cái cô vô thăm nó bị bác mà đưa ra con đổ. Cô nó bị tụt tâm cố, mà cô nó cũng trung kiên hướng lắm. Nói chung là bất khuất á, nó là dễ sợ luôn. Cô nó là trung kiên, cô nó là ra tàu thì được phan của hòn tiếp tục. Cô là những người trung kiên không biết không? Mà dù ở lúc. Cái lúc mà đang ấy thì cô ấy là gọi là quan hệ công tác ấy với chị là như nào? Tôi gọi bà là bằng mợ. Lúc đào là rây này, đến nó xuống núi á, là tôi đáng có vợ là tôi là con một ông lính ngụy, lính ngụy ba thì chết ngoài mặt trận, mẹ thì ở nhà, mà gia đình ba tôi là không ông nội bà nội chết sớm, mẹ tôi là người điện bòn vô trong Quế Sơn mới lấy ba tôi, là có một mình tôi thôi, nhưng mà ba tôi lại bị chết trần. Còn bà mà dẫn tôi đây là bà mợ, rất là vợ ông cậu là ở quê Điện Bòn. Cho nên là khi ra đến Điện Bòn là tôi vô tôi cho hắn chết, tôi vô tôi dẫn con cháu về, thấy chưa? Đấy là cái lý lịch dựng lên đấy. Dựng lên, lý lịch dựng lên. Thế là cứ rầu ro nguồn đó là nguồn đó là tôi là đi giúp việc cho bà, nó là bón hòn cho bà Nam Sài Gòn đó, ông Nam Sài Gòn nó bón hòn làm công việc là giúp việc cho ông bà Nam đi. Ông bà Nam nó bón hòn thì bón một cái cửa tiệm ở số 12 đường ông ở Khiêm Đà Nẵng, bón hòn mỹ phẩm rồi quần áo cô cấp của Hồng Kông không á, bón hòn toàn là đồ cô cấp đó như trừ ấy. Bóng hòn mỹ phẩm mới là quần áo. Chị gặp anh nhà là khi nào, trong trường hợp nào? Nè. Nếu không quá bí mật thì gặp với bác chứ đâu. Gặp với bác? Anh Thông ra nói tôi bọn tôi học nha, gặp với nó hả? Tức là hai người đi học ở ngoài xong rồi gặp quen ở ngoài đấy. Rồi lại yêu luôn ngoài đấy không hay là? Yêu ngoài đó. Rồi yêu người đó rồi hầu nó yêu, ông yêu tôi cũng khó lắm chứ bộ. Yêu tôi đơn vị tôi là họ cấm kỵ lắm không. Khi mà tôi ra bác rồi á là họ định là năm 72 họ định là hầu nó chưa giải phóng, cho nên là tôi ra tôi học thêm bộ tốt văn hóa để chẳng có khóa lớp 10 á, rồi chuẩn bị đi vô nom, chuẩn bị đi lại đi công tác lại chứ không phải là ở ngồi nữa đâu. Mà sao đồng một cái 75 lần giải phóng họ giải phóng luôn á. Hồi đó tôi đi ra hoạt động mà tôi bán cái chỗ cửa hàng này nè, bán ra cửa hàng đó thì có mấy người ở quê họ cũng đi ra đó họ mua hàng á, thì họ thấy tôi nhưng mà họ là cũng được cái là tóc rồi tóc bụng là họ không có nói gì, nhưng mà cũng có người là họ về trong quê họ cái con hoán ra chiêu hầu rồi nó rằng tôi ra hôm qua chiêu hầu đà nẵng thế là nó ra chiêu hầu, thì trong quê nghe chiêu hầu thì hắn cũng bọn nếu mà bọn họ đóng cái ngày cũng yên tâm là chưa hầu thôi, nhưng mà có cái là tạo cái mấy đứa em ở nhà hầu nó ba má tôi mất hy sinh hết rồi đó không còn ơi hết, thì tôi có con em trừ xa nó lồn ở ban tổ chức trung ương á mà trừ nó về hư rồi, nhưng mà con em ở nhà hắn cũng được vô hoạt động liên lạc từ liên lạc từ tức là ở bên băng bên vận của tỉnh á, hắn cũng làm du liên đưa thư từ mà cơ sở đấy từ na gái là cái cơ sở đó, tức là đưa thư từ rồi cho nên là hắn
lột cái công tác bình vặn. Mà ở chỗ ông xã đội trưởng tí nữa là bán rồi á, nghi hắn là gián điệp, nghi hắn để làm gián điệp cho địch chỉ điểm rồi đó. Vì thấy hắn cũng qua lại với lãnh ngụy, vì hắn cũng gặp cũng hỏi rồi đó, thế định khử hắn ấy chứ. Nhưng mà sau đó là cái cô Xuân mà là đây là phó ban chính trị đấu tranh của tỉnh á, là cái tình hình rồi cũng em bố của cô, cái cô nó là rút hắn lên luôn, rút hắn lên trên núi luôn. Thế năm bà hơi cái rút lên luôn trên núi, có mấy ông mới không khử. Vì cái quê tôi là cái quê mà bân ngà thì lính ngụy, bân đêm thì mình, cho nên là sống rất nguy hiểm, cho nên rất là nguy hiểm. Thở nữa, thở kinh giữa địch giữa ta không biết đâu được. Nhờ tôi đó mà ba hy sinh, có nhờ chết trơn, bà mẹ cũng chết, buông ông nậu cũng chết. Ba hy sinh là chị có biết trong trường hợp như thế nào không? Sau này nghe kể chứ lúc đó thì không biết. Dạ. Sau một năm tôi mới biết được. Chị bỏ tay xuống. Hồi đó tôi ở trên chiến khu ấy, là lúc nó không biết tự nhiên là tôi đi xin đi vùng sao, đi Cẩm Hòn đó. Mấy ông kìa, phụ nữ không nên đi sớm đi. Mỗi lần cản chuyến Hòn đi về 15 ngày, đi bộ đi gần 15 ngày mới về nhà. Cho nên nữ đi thì cản cũng không được bao nhiêu, mà rồi đi vướng nông, địch có địch còn không biết làm sao. Nhưng mà tôi không biết rằng tôi được nó, tôi xin đi, tôi khác dễ sợ, tôi xin đi cho được. Họ đi miết mà rằng tôi không được đi. Cái thang cho tôi đây, tôi đi lúc đó tôi mới biết gia đình hy sinh. Xuống dưới này, xuống tận dưới vùng sao này rồi á, thì hôm nó đi về, lúc mà Cẩm Hòn về á, gặp cái chú nó, chú Dân Công, chú Cẩm khiêng thương binh lên, cái chú xá nó, chú gần nhà, cái mới hỏi ba mẹ nhờ có khỏe không. Hồi đào thì nó đi đường thì vừa đi vừa nói khỏe, nhưng mà lên lúc mà nghỉ thì ông mới nói thiệt. Ông nói thiệt sững lững không biết sao. Thấy mấy hôm nó đi ma mà có đợi đầu trưởng ông cũng đi công tác luôn. Thấy ông cũng thăm cổ, thấy ông thấy rất tậu quá. Đây ông cũng nghe cái ông nó kể ông tậu quá, chết ba người trong một năm, cùng tháng tư ông nội ba chết, tháng sáu mẹ chết, tháng bảy ông nội chết, một năm ba người rất. Thì ông thấy hoàn cảnh đó, ông tậu có còn mấy đứa em nhỏ nhỏ đâu biết gì. Mình nào nó mới 17, 14 tuổi thì em mình cũng còn xíu xíu mất. Năm đứa em nhỏ ấy nè. Chị vẫn chưa nói cái trường hợp mà ba mất đấy. Thì xa nên ông lên đó ngồi nghỉ rồi ông kể chuyện là ba mẹ ông nội quá. Chị nói là mất thôi, chị cũng không kể trường hợp mất như nào. Trường hợp mất là ba là bị khư hồng khẩm bí mật. Ba chợ con bị khư hồng bí mật. Thì giết ba, bọn đỉnh giết thì hắn đem lên sông Hương On, hắn cọc bón như con heo rồi, hắn xách lên trên đây nè. Hắn bàm nót đạm luôn, mát mát luôn rồi, bỏ xuống sông, cho chạy xuống dưới đuôi tôi thì ở đuôi cái sông mà hắn bỏ đi cầu On thì hắn chạy xuống cái đuôi sông này, xuống phía dãi, xuống đó là gần nhà tôi rồi. Thế bữa hờ, ông nội tôi ông nghe nó ông ba là ông leo lon á, bọn địch nó đem lên trên cầu ông thỏ xăm, ông nội mới ra ngoài nó đón xót qua qua bên nó đón xót lấy được gì thì đem nó người ta ở cỏ dân lòn ở châu bắc. Còn mẹ thì tháng bảy thì mẹ bị bom nhà, bị thợ qua bom trúng cái nhà. Thế mẹ và mẹ đẩy mấy đứa con xuống dưới hầm thì bỏ đi xuống xa thì trúng bom mất. Còn ông nội thì ông giờ ông chết rồi, thì tới thông báo ông nội ông khổ quá, ông thấy con chết thấy rồi ông buồn quá rồi ông cũng chết theo. Thế thì năm chị em mồ côi ở với nhau hồi sống bằng cái gì?
gì được chị? Tự ở nhà rồi đi lồm sống rồi chứ không biết ở nhà lồm sầu để sống đó. Hầu nó bom đọng bờ bà cơ. Mỗi đứa thì chả ở gì, đứa thì ở chạy ở với bác họ. Chứ cũng không có chú bác rụt nhà, không có chú rụt hết đâu. Thế là cứ chả tứ tốn rồi còn thằng kia tôi thì hắn lại đi thất ly. Còn cái con bé ở nhà ngơ đó là ở nhà là hắn cũng anh còn nhỏ, hầu nó hắn mới 11 tuổi chứ mà hắn ở nhà mình hắn phấn đón đi buôn rau rồi hắn mua gỗ mua rồi chứ anh chị em ăn ở nhà vậy đó. Như là trong những cái hoàn cảnh hầu nó là đứa môn bị thương hết rồi. Trong những cái hoàn cảnh như thế thì là từng như trẻ con cũng trưởng thành sớm hơn. Chị rời khỏi Quế Sơn thế là không quay lại nữa. Không là quay đi lại. Đi miết luôn. Đi miết luôn, không quay lại. Đi cho đến lúc giải phóng. Giải phóng về là ở Tam Kỳ chứ. Vậy giải phóng về thì có về Quế Sơn chứ. Về lại quê thà cũng được ra lại đi học thôi. Rồi nó còn ở đơn vị. Em về xin phải phép. Thì về ở quê đó được tháng. Tháng về với chuẩn bị chỗ ở cho em út rồi có hơi hầu nó còn hơi đứa em ở nhỏ nhỏ có cái đứa út á em ở nhỏ đưa đi học lớp thí sinh quân cứ xa giữa phán về là họ cho về nhỏ là cái nếp á còn cho mẹ anh chị em thì họ lại đưa trở về lại không cho học tiếp thế là họ đưa cùng bé nó về ở nhỏ thì hầu nó tôi cũng về trang này rồi cái tôi xin đơn vị về thôi thì xin cha tranh rồi làm nhà cho em ở thôi rồi mình đi học. Cái hoàn cảnh gia đình như nhà mình ấy thì ở trong ấy là có nhiều không chị? Cũng nhiều lắm. Và kiểu như là cha mẹ bị không còn cha mẹ kiểu này hoặc kiểu khác cũng rất nhiều. Trong Quế Sơn mình thì những người mà tham gia vào bên lính Việt Nam Cộng Hòa hay là bên chính quyền Việt Nam Cộng Hòa có nhiều không chị? Trong Quế Sơn thì đi lính ngụy nhiều hơn, có khi nhiều hơn, cứ đi giải phóng. Cái vùng đây nè, cái vùng của tôi cũng đi nhiều hơn. Còn cái vùng mà ở chỗ, ở trên đường cái, ở trên với tôi thì họ đi tham gia cách mạng nhiều. Phía trên đường quốc lộ mà họ đi tham gia nhiều. Vùng á, vùng Tây Quế Sơn á, thì họ cũng đi ngõ trên nhiều hơn. Vì họ gần với ngõ nó là cách mạng giải phóng sớm á. Tóm lại là cái phần nào mà giáp với núi nhiều hơn. Đúng không ạ? Là cái nơi mà các chú bộ đội đi du kích giữ cái vùng đệm đấy để đi lại với dân. Cho nên cái vùng đấy là cũng theo bên... Còn ở dưới mình á thì... Như vùng thôi thì đi thì đi Nam Sơn La mới giải phóng về đây rồi. Xa này thì lại không đi được là đi theo ngụy hết. Như cái chỗ như nhà chị thì ba mẹ thì mất mà em thì đông. Thì nếu em giả sử nhé là nếu như mà chị mà tham gia một cái gì đó chính quyền Việt Nam Cộng Hòa ấy thì chắc là nó sẽ có lương rồi là nó sẽ có những cái phần ưu ái nhé. Tại sao chị không làm mà chị lại đi theo cách mạng hoặc lại chọn một cái nghề rất là nguy hiểm như thế? Cái đó hả? Cái này là mình cũng xác định được rồi. Tại khi mình đi bộ đội á, là tham gia cách mạng là gia đình là cách mạng mà. Ba tôi là ổng là hoạt động cách mạng trước 45. Hoạt động trước cấp làm sau khi ổng năm 1900 năm ổng hoạt động trước cấp ổng làm nhưng mà ổng không đi tập kết là khi năm 54 là được ở trên là chỉ định là hoạt động bí mật chứ không phải hoạt động ngoài phố mà trống núi như mấy người hoạt động cơ sở đó có thể ở lại là cán bộ cơ sở để cho các nơi họ mà liên lạc được các việc gì bất liên lạc họ chuẩn bị cái gì thì họ cần cái nào còn cho nên biết ba từ hồi nhỏ hồi từ nhỏ đã thấy ông già là đã có để dành thuốc mang đồ gửi tiếp tế cho những người kháng chiến ở trên núi cũng nhiều lắm mà ông là hai lần có việc đó mà mẹ tôi là thường là
ha nấu cơm ban đêm rồi rất là rồi đi rồi không biết đem đi đâu, nhưng mà chắc tôi cho chắc mẹ đưa cho thôi, nhưng mà không biết thằng nhỏ đó chứ không giống nó là người ngoài. Từ cái chỗ đó thì biết nhờ, chắc nhờ mình cũng theo Việt Minh. Hồi xưa là hồi nhỏ là nghe nói từ Việt Minh là theo Việt Minh đây, biết rất thời. Mà khi đi học á, khi tôi đi học, tôi đi thời nhỏ tôi được đi học và phổ thông cơ sở, hầu ở trong này là phụ nữ con gái là ít được đi học lắm. Giờ họ giàu lắm nhưng mà cũng cho con gái đi học trong mạc quá á. Ở xã tôi có được có ba người học trong mạc, ba người nữ trong mạc, trang đó có tôi. Thì hầu nữa tôi đi học để ngủ á, năm nào còn như sao tư tôi đi học để ngủ á, thì ông giờ ông đã giải phóng sao, giải phóng ra là ba tôi cũng của ông làm chủ tịch mặt trận rồi. Giải phóng ba phường mình là cơ sở cho nên đưa ra làm chủ tịch mặt trận xã rồi, cho nên bụng khi mà tôi đi từ ở trên tôi học ở trường Phong Rào Nam Duy Xuyên, từ trên Phong Rào Nam mà tôi về tới Bà Ráng là người của người quyền là bọn hội đồng xã nó không biết, là không đóng tôi không bác lại. Không bác lại. Nhưng mà lúc nữa một cũng may là tôi đi với cùng bọn tôi rủ, lúc nữa là tôi ở quê tôi chưa biết giải pháo, tôi đi học tôi chưa biết giải pháo. Tôi đi cùng bọn tôi rủ bọn về nhà chơi, cái hắn lên thấy tôi bị bác cái ôm không trở lên lại, không trở lên lại, hắn nói với cái anh mà anh nói là thầy giáo mà dạy tư ở ngoài thôi chứ chưa phải ông chưa dạy trong trường, cho nên cũng không cái thầy cái anh. Thì anh có một cái người bọn là trung sĩ ở cái chỗ nó, cái ông mới rủ cái ông nó xuống, rủ cái ông trung sĩ nó xuống như Bà Ráng này nè, cái ông xin cho tôi ra tôi về, ông bổ lãnh ra đó. Thế là chiều nó ông bổ lãnh ra, tôi không bị nhốt lại đồng. Tôi không bị nhốt lại đồng, may rồi. Cái ông bổ lãnh ra tôi về lại Duy Xuyên. Cái ngày hôm sau tôi phải về quê thôi, tôi về quê chứ chờ tôi ở đó cũng sợ ông lãnh vác lại. Tôi về quê thì tôi đi đường khác để về quê. Tôi đi ra phía Duy Xuyên, tôi về quê lại thôi. Vì ở chỗ tôi là Duy Xuyên, hắn cũng có số xuống ở phía dưới á. Cũng xuống phía dưới như Duy Thành, rồi cái là nhà tôi gần, cho nên tôi đi theo đường tôi về. Tôi về nhà an toàn. Tôi đi rất lâu, cái lần đó tới chợ xa này cái đi theo các bọn luôn. Từ cái chỗ đó, không bao giờ nghĩ mà mình theo quốc gia nữa. Trong quá trình mà chị hoạt động bí mật như thế ấy, thì thân phận cũng được giấu kín. Vâng, thì chắc chắn là chị sẽ có một cái tên giả hay là một cái bí danh nào đó đúng không ạ? Có tên giả, tên là Nguyễn Thị Hồng. Nguyễn Thị Hồng. Thế tên thật của chị là gì? Lê Thị Hồng Hoa. Lê Thị Hồng Hoa, còn tên kia là Nguyễn Thị Hồng. Thế em thấy tình báo hay là kiểu hoạt động ngầm như chị ấy, thì người ta hay dùng bí danh, ví dụ như là 007. Tao là Hắc Ba Tư. H34, H chắc là ý là Hồng ấy. Còn 34 là gì chị có biết không? 34 là cái vùng. Vùng. Là Đà Nẵng là vùng 34. Vậy là H34. Rồi, rất cảm ơn chị.